Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho bạn một chuyên đề là tiêu dùng nội bộ. Thì có theo cái nghị định 123 hiệu lực ngày 1 tháng 7 nè, 2022 nè, là có phải xuất hóa đơn hay không? Được không các bạn? Như thế nào gọi là tiêu dùng nội bộ các bạn? Tiêu dùng nội bộ có nghĩa là cái sản cái từ tiêu dùng á, cái từ tiêu dùng tức là cái sản phẩm nó đưa ra sử dụng chứ không phải tiếp tục quá trình sản xuất ra sản phẩm. Ví dụ công ty các bạn là sản xuất ra cái quạt nè, thì các bạn nếu mà bán cho người tiêu dùng thì cái người tiêu dùng người ta tiêu dùng, còn các bạn mà đưa vô phòng kế toán hay phòng kinh doanh sử dụng thì cái đó cũng gọi là tiêu dùng. Nhưng mà các bạn sản xuất ở ngoài nhưng mà các bạn đưa vào phòng kế toán và phòng kinh doanh sử dụng, phòng kế toán và phòng kinh doanh nó thuộc công ty nên cái đó gọi là nội bộ, còn nếu mà các bạn bán ra ngoài đó là tiêu dùng bên ngoài. Vậy các bạn hiểu từ tiêu dùng nội bộ chưa? Tiêu dùng nội bộ tức là cái sản phẩm đó là các bộ phận trong công ty của mình sử dụng mà không sử dụng cuối cùng, mà không phải là tiếp tục quá trình sản xuất ra sản phẩm mới. Rồi, dễ hiểu chưa? Đây là nên người ta mới nói là theo trích dẫn khoảng 1 điều 4 này của nghị định 123 nè, nó nói tiêu dùng nội bộ nữa bạn là phải xuất hóa đơn, được không? Nó nói tiêu dùng nội bộ là phải xuất hóa đơn. Đây tôi trích dẫn một cái đoạn cụ thể trong này cho các bạn xem nè. Đây, người ta nói là khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ nè, người bán phải lập hóa đơn, đúng các bạn? Tức là khi bán hàng hóa và tiêu dùng và cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn nè, bao gồm cả trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi quảng cáo nè, cho biếu tặng trả thay lương nè, và tiêu dùng nội bộ nè đó. Các bạn hiểu tiêu dùng nội bộ chưa? Tiêu dùng tức là đưa ra để sử dụng, nếu mà bán ra bên ngoài gọi là tiêu dùng bên ngoài, còn nếu mà phòng kế toán hay là phòng kinh doanh hay là ban giám đốc sử dụng thì đó là tiêu dùng nội bộ. Nên nó có bộ thuật ngữ là trừ hàng hóa nè, để trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Tức là làm sao? Tức là nếu công ty của các bạn á mà lấy một cái sản phẩm đó ra để làm tiếp tục quá trình sản xuất, các bạn phải hiểu từ sản xuất nha. Sản xuất tức là xuất ra phải ghi vào nợ 621. Tức là nó tiếp tục tập hợp 621, 622, 627 và 154 để nó tạo ra một cái sản phẩm mới gọi là tiếp tục quá trình sản xuất thì không có xuất hóa đơn. Rồi, hiểu chưa? Các bạn hiểu cái từ tiêu dùng nội bộ với lại luân chuyển nội bộ chưa? Luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, hai cái khác nhau ạ. Nhắc lại nè, tiêu dùng nội bộ tức là cái từ tiêu dùng tức là đưa ra là tiêu dùng, tức là đưa ra là không có phải là đưa ra để sản xuất ra một sản phẩm mới mà đưa ra là để tiêu dùng. Nhưng mà tiêu dùng ở đây là tất cả các bộ phận trong công ty để sử dụng nó chứ không phải là tiếp tục quá trình làm ra một sản phẩm mới, nó gọi là tiêu dùng nội bộ. Còn luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất nè, các bạn thấy từ sản xuất không? Sản xuất tức là trước đó mình đã tạo ra một cái sản phẩm gọi là bán thành phẩm. Cái bán thành phẩm này nó là nguyên liệu đầu vào của một cái sản phẩm tiếp theo, tức là khi mình xuất cái bán thành phẩm ra để mình tiếp tục quá trình sản xuất, tức là chuyển qua cái công đoạn 2 để sản xuất á, thì lúc đó mình sẽ ghi là nợ 621 có 155, thì cái trường hợp này không xuất hóa đơn. Rồi, các bạn hiểu chưa? Rồi, bây giờ tôi khẳng định một lần nữa là theo cái nghị định 123 có hiệu lực ngày 1 tháng 7 nè, là tiêu dùng nội bộ là phải xuất hóa đơn. Rồi, được chưa? Rồi, ví dụ là công ty bạn sản xuất cái quạt nè, xuất cái quạt cho bộ phận kế toán kinh doanh này phải xuất hóa đơn. Vì làm sao cái bộ phận kế toán và bộ phận kinh doanh làm sao?
nó đã sử dụng cái quạt đó thì nó đâu có tạo ra một cái sản phẩm gì nữa, vì công ty các bạn là sản xuất cái quạt mà. Rồi, ok. Còn tôi ví dụ vô trường hợp gọi là luân chuyển nội bộ nè, tức là cái công ty này là công ty sản xuất ra cái sản phẩm, muốn làm ra một sản phẩm cuối cùng thì nó sẽ có nhiều bán thành phẩm ở đằng trước. Ví dụ đây là công ty sản xuất thép các bạn nè, công ty sản xuất ra phôi thép để bán nè, và các loại thép, và các loại thép, được chưa? Vậy công ty này nó có hai sản phẩm nữa các bạn, là phôi và các loại thép. Nhưng mà cái phôi này là bán thành phẩm, phôi này là bán thành phẩm, nó là đầu vào, nó là đầu vào để làm ra các loại thép. Đây ví dụ các bạn xem là đây là quy trình nè, để làm ra cái phôi nè các bạn, để làm ra cái phôi nè gọi là bán thành phẩm nè, thì nó sẽ có nguyên liệu là quặng và than, quặng sắt và than đó, nó đưa vào một quá trình sản xuất nè, nó ra cái phôi. Thì cái phôi này nó chưa phải là sản phẩm cuối cùng, nhưng mà công ty có thể bán cái phôi này ra bên ngoài, bán cái phôi này ra cho những cái công ty nào mà làm thép thanh nè, thép tấm nè, cuộn cán nóng nè, được chưa bạn? Ví dụ công ty Hòa Phát làm ra cái phôi này thì cái phôi này công ty Hòa Phát sẽ bán cho Hoa Sen nè, được chưa? Bán cho những cái công ty nào mà để sản xuất ra cái sản phẩm cuối cùng là thép tấm nè, thép cuộn cán nóng nè, được chưa bạn? Thép đúc nè, thì bán cho những cái công ty đó cái phôi này, để cái công ty đó nó làm ra những cái sản phẩm này. Nhưng mà Hòa Phát ngoài bán ra bên ngoài cái phôi, Hòa Phát lấy cái phôi này tiếp tục đưa vào những cái nhà máy, ví dụ nhà máy thép cán nóng nè, đưa cái phôi vào nhà máy thép cán nóng thì nó làm ra là thép gì? Cuộn cán nóng HRC nè. Như vậy cái đây là HRC là sản phẩm cuối cùng nè, được chưa các bạn? Như vậy cái phôi này Hòa Phát tiếp tục đưa vào cái nhà máy thép cuộn cán nóng này thì cái đây gọi là luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không có xuất hóa đơn. Rồi ok vậy nha. Hoặc là công ty các bạn là công ty thương mại nè, buôn bán xăng dầu, thương mại buôn bán xăng dầu, thì bây giờ các bạn xuất cái xăng này ra cho xe, nó vận chuyển, xuất cái xăng này ra cho xe của chính công ty, chiếc xe này nó là bộ phận giao hàng, xuất cái xăng này ra cho chính chiếc xe công ty của các bạn để vận chuyển xăng đi tới khách hàng thì 100% gọi là xuất hóa đơn, vì nó đâu phải tiếp tục để làm ra một cái sản phẩm đâu. Như vậy cái này nó chỉ áp dụng cho công ty sản xuất các bạn, tiếp tục quá trình sản xuất nè, các bạn thấy từ sản xuất không? Còn đây là công ty thương mại mà, đây là công ty thương mại mà, hiểu chưa? Nó không sản xuất xăng dầu đâu, nó mua xăng dầu về nó bán lại mà. Vậy muốn bán lại thì nó qua một cái khâu trung gian là vận chuyển, thì nó xuất xăng này cho xe đó, thì xe khi mà xuất xăng này cho xe này để vận chuyển thì phải xuất hóa đơn. Rồi được chưa? Rồi trước đây là cái thông tư 26 nè, là trước ngày 1/7/2022 á thì tiêu dùng nội bộ không có xuất hóa đơn, tiêu dùng nội bộ không có xuất hóa đơn. Trước đây nè, tôi trích cho các bạn là tôi trích cho các bạn xem là điểm B khoảng 7 điều 3 nè của thông tư 26 nè, là trước ngày 1/7/2022 á thì có quy mũ cụm từ nè, quy mũ cụm từ nè các bạn, là nó không có cụm từ tiêu dùng nội bộ. Các bạn nhìn đi, nó đâu có tiêu dùng nội bộ đâu, tức là nó bỏ nguyên cụm từ tiêu dùng nội bộ luôn mà tôi đã định nghĩa bên trên. Điều đó nghĩa là trước ngày 1/7/2022 là tiêu dùng nội bộ là không xuất hóa đơn. Rồi được chưa? Tiêu dùng nội bộ trước ngày 1/7/2022 là không xuất hóa đơn. Rồi được không? Ok. Còn cái vụ mà tiếp tục quá trình sản xuất đây là từ trước tới giờ là không xuất hóa đơn là đúng rồi. Mặc dù cho tới ngày hôm nay là 1/7/2022 cũng không xuất hóa đơn, hoặc là trước đó cũng không xuất hóa đơn luôn, tức là tiếp tục quá trình sản xuất là không xuất hóa đơn. Còn cái tiêu dùng nội bộ là trước ngày 1/7/2022 là không xuất hóa đơn, còn bây giờ 1/7/2022 là xuất hóa đơn. Rồi được chưa? Rồi rõ rồi đúng không? Nhưng mà cái vấn đề
là xuất hóa đơn ở đây là có tính thuế giá trị gia tăng hay không tính thuế giá trị gia tăng, thì cái nghị định 123 này nó không có nói rõ các bạn. Cái nghị định 123 này nó không có nói rõ là xuất hóa đơn có tính thuế hay không tính thuế, nó không có nói rõ chỗ này. Rồi được chưa? Tôi nhắc lại nè, cái nghị định 123 nó nói xuất hóa đơn thôi. Thì còn cái vấn đề xuất hóa đơn có tính thuế hay không tính thuế là nó không nói rõ chỗ này. Được chưa? Như vậy khi xuất hóa đơn thì các bạn hạch toán làm sao? Như vậy cái vấn đề mà xuất hóa đơn có tính thuế hay không á là nghị định 123 nó không đề cập. Mình sẽ theo dõi cập nhật thuế hướng dẫn trong những cái lần tiếp theo nó như thế nào. Rồi mình sẽ thông báo cho các bạn. Được chưa? Bây giờ tôi đặt cái tình huống này, nếu mà có tính thuế. Nếu có tính thuế thì 100% phải tính thuế là theo giá thị trường. Được chưa bạn? Tính thuế là phải theo giá thị trường. Giả sử là cái này mình mua vô là 10.000, mình mua vô 10.000, mình bán 15.000 thì ngay chỗ này mình xuất cái đây là 10.000. Nhưng mà cái tính thuế ở chỗ này là trên hóa đơn mình vẫn phải ghi là 15.000 và nhân cho 10% hoặc là 5%. Được không các bạn? Còn cái này, còn cái khi mình xuất ra để mình tiêu dùng nội bộ á, thì nếu mà xuất cho bộ phận bán hàng ghi 641, xuất bộ phận quản lý thì ghi 642. Còn cái này mà nó dạng là công cụ dụng cụ thì mình có thể là giá trị lớn mình phân bổ. Còn cái này nếu mà là giá trị lớn nữa từ 30 triệu mình ghi tài sản cố định, hoặc là xuất ra cho bộ phận xây dựng thì mình ghi 241. Được chưa? Thì cái này nó sẽ bằng là giá xuất kho là 10.000, mình cộng cho cái tiền VAT đầu ra. Cái này là tôi đang nói, tôi đặt cái tình huống là nếu mà xuất hóa đơn có tính thuế nha thì mình phải làm như thế này. Còn hiện tại nghị định 123 nó không có đề cập. Còn nếu mà mình xuất hóa đơn mà mình không tính thuế thì cái đây là mình ghi theo giá xuất kho. Rồi được chưa? Ok không các bạn? Ok chưa? Nhưng mà theo cái hướng dẫn trên cái cổng thông tin của đối thoại thuế đây nè, là cũng có câu hỏi từ 147 xuất tiêu dùng nội bộ nè. Thì ông thuế này á, ông thuế đây là thuế Hồ Chí Minh á, ông trả lời như thế này các bạn. Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty là đơn vị buôn bán máy vi tính linh kiện nè, kê khai theo pháp khấu trừ có xuất hóa đơn là máy vi tính nè để tiêu dùng nội bộ nè, hoặc tấm pin năng lượng mặt trời để làm tài sản cố định nè, thì khi xuất hàng tiêu dùng công ty thực hiện lập hóa đơn nhưng không phải tính nộp thuế giá trị gia tăng. Đó, ở cái đường dẫn này á, cái cổng thông tin này nè, là người ta trả lời là không tính thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà cái đây gọi là cái cổng thông tin này là đối thoại thôi. Nhiều khi cái nhân viên trả lời đây không phải, trên này đâu có một cái công văn gì rõ ràng ký tá đâu, nên cái người trả lời đây nhiều khi là nhân viên, nên đôi lúc trả lời không có đúng. Được chưa bạn? Nhưng mà đây cũng là một cái kênh để chúng ta tham khảo. Còn cái vấn đề mà có tính thuế hay không tính thuế, có tính thuế hay không tính thuế, thì mình sẽ làm sao các bạn? Chờ đợi những cái công văn hướng dẫn từ Tổng cục Thuế. Rồi, được chưa? Ok, vậy nha. Chào các bạn.